Rượu đã cướp đi sinh mạng của gần 3 triệu người mỗi năm. Đây là báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới về rượu và sức khỏe, cho biết rượu là nguyên nhân gây ra gần 1 trên 20 ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Các ca tử vong thường xảy ra trong các trường hợp như là lái xe sau khi đã uống rượu, bạo lực và lạm dục do rượu gây ra, cũng như là vô số những bệnh tật và rối loạn do sử dụng rượu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc sử dụng rượu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, tình trạng sức khỏe tâm thần và dẫn đến hàng triệu ca tử vong, lẽ ra có thể phòng ngừa được mỗi năm. 23,5% thanh niên từ 15 đến 19 tuổi trên toàn cầu đang sử dụng rượu. Hiện châu Âu có mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người cao nhất, mức tiêu thụ thấp nhất là các quốc gia có đa số người Hồi giáo, Bắc Phi, Trung Đông và châu Á.